Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình muốn làm một cái video này để thông báo cho các bạn biết là một cái vaccine COVID mới đã đến với người Mỹ vào vào tuần này. Ngày hôm qua thì là FDA và cơ quan phòng dịch của Mỹ đã tuyên bố là một loại vaccine mới để phòng ngừa COVID. Sẵn sàng cho người Mỹ đã sẵn sàng tiêm cho người Mỹ vào sớm nhất là vào ngày ngày mai, ngày thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023. Cho nên hôm nay mình muốn làm cái video này để thông báo cho tất cả mọi người trong cộng đồng của mình biết và những cái chi tiết liên quan đến cái vaccine COVID mới này, từ việc là người nào nên tiêm bao nhiêu mũi, nên tiêm ở đâu, người nào thì được miễn phí, nếu mà không được miễn phí thì giá là bao nhiêu tiền, hiệu quả của nó như thế nào và nên tiêm vào lúc nào. Thì tất cả các cái chi tiết mình sẽ thông báo trong cái video này để các bạn, các cô, các chú, các bác, các người trong cộng đồng của mình có được các cái thông tin sớm nhất và chính xác nhất để bắt đầu chuẩn bị cho cái đợt tiêm COVID càng sớm càng tốt. Mùa đông và mùa thu và mùa đông sắp đến rồi. Và mùa thu, mùa đông đến thì khí hậu lạnh cũng đến. Và khi mà khí hậu lạnh lạnh á, thì những cái bệnh mà truyền nhiễm về bệnh như là cảm cúm, flu hoặc là các cái bệnh COVID nó sẽ lây truyền nhanh hơn. Cho nên là tin này cũng là một cái tin rất là tốt, là một cái loại COVID mới đã được approve, đã được chấp thuận và sẽ bắt đầu có mặt ở các tiệm thuốc trên toàn nước Mỹ vào sớm nhất là vào ngày thứ năm, vào ngày mai, ngày 14 tháng 9 năm 2023. All right, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Mình cung cấp channel của mình thì tập trung vào các chủ đề tăng chi phí, giảm thu nhập, đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thỉnh thoảng khi mà có những cái thông tin mà nó ảnh hưởng đến cả cộng đồng người Việt của mình ở Mỹ, như là cái thông tin vaccine mới của COVID như ngày hôm nay, thì mình cũng phá lệ và làm các cái mẫu tin liên quan đến cái chuyện các cái vaccine COVID này để cho những cái người trong cộng đồng của mình, đặc biệt là những người già, những người như là má của mình, các cô, các chú, các bác trên 50, 60 tuổi thì nên biết các cái thông tin về COVID này càng sớm càng tốt và nên tiêm các cái mũi vaccine phòng ngừa này càng sớm càng tốt để đảm bảo cho sức khỏe của mình được ổn định và được tốt đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ các cái thông tin về các cái COVID mới này. Thì các cái thông tin mà mình chia sẻ ngày hôm nay là do mình lược dịch từ một cái bài báo trên cái trang web của CNBC, là một trong những cái đài truyền hình rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và cái bài báo này vừa mới được đăng vào ngày hôm nay và đăng vào khoảng 9:03 vào sáng hôm nay. Và cái bài báo này, như các bạn thấy cái tiêu đề ở đấy á, là một loại vaccine COVID booster đã có thể đến tay người Mỹ vào sớm nhất là vào ngày thứ năm, tức là ngày mai, ngày 14 tháng 9. Và cái bài báo này nó khá là dài với tất cả các cái thông tin cần thiết mà mình cần biết. Và ở đây các bạn cũng thấy á, là ở đây là một cái hình của Walgreens vào một cái hình của một cái logo của cửa tiệm Walgreens, một cái cửa thuốc tây. Và cái này là được chụp ở Somerville ở Massachusetts. Và người ta nói là cái bảng này nó đã quảng cáo á, là COVID shot ở available ở ở ở cái tiệm này sớm nhất là vào ngày thứ năm, ngày 14 tháng 8. Cho nên là sẽ có rất là nhiều các cái bảng hiệu tương tự như vậy, từ Walgreens cho đến CVS, cho đến Kroger, cho đến Albertsons, tất cả các tiệm thuốc tây ở ở trên nước Mỹ. Cho nên là mình dựa vào cái bài báo này và những cái research, những cái tìm hiểu riêng để cung cấp cho bạn các cái thông tin mới nhất, và các cái thông tin đầy đủ nhất về cái vaccine mới này. Alright, và bây giờ thì mình xin bắt đầu đi vào các cái thông tin cụ thể của cái vaccine này. Một đợt vaccine COVID mới cuối cùng đã đến tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã chấp thuận các liều tiêm đơn dòng
từ Pfizer và Moderna cho tất cả người Mỹ từ 6 tháng tuổi trở lên vào ngày thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023, theo sau sự phê duyệt từ cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm vào hôm thứ hai, tức là FDA đã approve các cái vaccine này vào hôm thứ hai. Và sau đó thì là CDC, tức là Trung tâm Kiểm dịch và Phòng ngừa Dịch bệnh, cũng đã bắt đầu chấp thuận cho các cái liều thuốc vaccine mới này được tiêm cho người Mỹ từ 6 tháng tuổi trở lên. Những vaccine mRNA này được thiết kế để nhắm vào một biến thể Omicron tương đối mới, gọi là XBB.1.5. Liều đầu tiên của những mũi tiêm mới này sẽ có sẵn tại một số nhà thuốc và các điểm phân phối vaccine khác trong vòng 48 giờ sau khi CDC đưa ra khuyến nghị, theo thông báo của nhân viên cơ quan này vào hôm thứ Ba trong một cuộc họp với các cố vấn độc lập với CDC. Điều này có nghĩa là mũi tiêm có thể đến tay người Mỹ sớm nhất là vào hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2023. Trong khi đó, FDA vẫn đang xem xét một loại vaccine cập nhật vào hôm thứ Ba từ Novavax. Novavax là một cái công ty dược phẩm khác, cho những người từ 12 tuổi trở lên. Và các bạn thấy nó sẽ có 3 loại vaccine. Vaccine của Pfizer và Moderna là hai cái công ty rất rất là lớn, và hai cái công ty đã cung cấp các cái vaccine này ngay từ những ngày đầu tiên. Và hai cái vaccine đến từ hai cái công ty này là cho người Mỹ từ 6 tháng tuổi trở lên. Và hai cái vaccine đó đã được approve và đã được bắt đầu phân phối và sẽ bắt đầu có mặt tại các tiệm thuốc để mọi người có thể tiêm là vào ngày thứ Năm. Trong khi đó thì FDA vẫn đang xem xét cái giai đoạn cuối cùng để approve một cái vaccine mới từ một cái công ty khác là Novavax, và cái vaccine này thì chỉ dành cho người từ 12 tuổi trở lên. Việc ra mắt các loại tiêm chủng mới diễn ra sau khi số người nhập viện vì COVID tăng liên tục trong 7 tuần liền tại Mỹ, đạt đến 17.418 vào tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 8. Theo dữ liệu mới nhất từ CDC, con số này vẫn thấp hơn đợt tăng mạnh mà quốc gia Mỹ đã chứng kiến vào mùa hè năm 2022. Vậy là các bạn thấy là trong 7 tuần liên tục vừa qua thì số người nhập viện vì COVID ở Mỹ đang tiếp tục tăng lên, và việc có những cái loại thuốc tiêm chủng này, các cái vaccine mới tiêm chủng này là rất là phù hợp và đúng, rất là đúng thời điểm. Nhưng sự tăng lên gần đây đang làm gia tăng lo ngại về việc COVID sẽ phổ biến mạnh mẽ trong những tháng mùa thu và mùa đông sắp tới, khi các virus đường hô hấp thường lây lan mạnh mẽ hơn và mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn. Bởi vì khi mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà thì là sẽ gần gũi nhau hơn, và gần gũi nhau hơn thì sẽ dễ lây lan cả cái virus này hơn. Các quan chức y tế cộng đồng và các chuyên gia y tế hy vọng sự xuất hiện của các loại vaccine mới này sẽ giúp Mỹ tránh khỏi một làn sóng COVID nặng nề khác, và một cái tripodemic của vừa có COVID, vừa có dịch cúm và vừa có virus đường hô hấp. Và cái chuyện mà cả ba cái loại virus này, vừa COVID, vừa cảm cúm và virus đường hô hấp, đã làm quá tải các bệnh viện vào mùa đông trước, tức là mùa đông của năm ngoái. Chính quyền Biden cho biết vào tháng trước họ sẽ khuyến khích người Mỹ đủ điều kiện tiếp nhận một liều vaccine COVID cập nhật cùng với một liều tiêm thiệt thuộc cũng hàng năm và một mũi tiêm RSV được chấp thuận cho người lớn tuổi hoặc các bà mẹ. Vậy là đối với những người mà lớn tuổi, như người trên 50, 60 tuổi, đặc biệt là người trên 65 tuổi, thì chính quyền Biden á, họ sẽ khuyến khích là nhận luôn một lần cả ba mũi tiêm cùng với nhau. Mũi tiêm mới cho COVID, mũi tiêm cảm cúm và một mũi tiêm RSV là mũi tiêm cho đường hô hấp.
để chống cái virus đường hô hấp là sẽ làm luôn cả một ba mũi cùng một lúc để có những cái biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Khoảng 42% người Mỹ được khảo sát bởi CDC vào tháng 8 cho biết họ chắc chắn hoặc là có lẽ sẽ tiêm vaccine COVID vào mùa thu này. Tiến sĩ Megan Wallace, thuộc dịch tễ học viên tại CDC, cho biết trong một cuộc họp tư vấn. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết cho các loại vaccine COVID được cập nhật từ nơi tìm kiếm chúng, liệu bạn có được có nên tiêm vào lúc nào và liệu bạn có được nhận có được tiêm miễn phí và mức độ hiệu quả của các loại vaccine mới này là như thế nào. Thì cái này là cái đầu tiên, ai nên tiêm vaccine cập nhật này? CDC vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 9 năm 2023 khuyến nghị tất cả người Mỹ từ 6 tháng tuổi trở nên nên tiêm loại vaccine mới này. Trang web của cơ quan này cung cấp hướng dẫn cụ thể hơn về việc cập nhật vaccine COVID tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ rủi ro. CDC cho biết mọi người từ 6 tuổi trở lên nên tiêm ít nhất một liều vaccine mRNA cập nhật trong năm nay, bất kể họ đã tiêm bất cứ liều vaccine COVID nào trước đây hay là không. Những người từ 65 tuổi trở nên có thể sẽ tiêm thêm một liều vaccine COVID mới nữa sau 4 tháng hoặc lâu hơn sau liều tiêm cập nhật đầu tiên. Vậy là đối với các cô, các chú, các bác cũng giống như là má của mình á, thì sau khi mà tiêm cái mũi đầu tiên vào tháng 9, tháng 10 này, thì 4 tháng sau hoặc là 5 tháng sau nên tiêm theo một mũi, một liều vaccine COVID mới này nữa để có thể phòng ngừa một cách hiệu quả nhất. Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi tiêm vaccine lần đầu tiên nên hoàn thành một chuỗi tiêm chủ đạo với hai liều vaccine từ Moderna cập nhật hoặc ba liều vaccine từ Pfizer mới. Theo CDC, nếu trẻ trước đây đã được tiêm, CDC có các khuyến nghị khác về số liều cần được cập nhật. Những người có hệ miễn dịch bị suy giảm vừa và nặng nên tiêm một hoặc nhiều liều vaccine mới tùy thuộc vào lịch sử tiêm chủng của họ. Những bệnh nhân này có nguy cơ cao mắc bệnh COVID nặng theo CDC. Bạn có thể tiêm mũi vaccine mới này ở đâu? Liều vaccine cập nhật sẽ sớm được cung cấp cho người đủ điều kiện tại các hiệu thuốc, phòng mạch y tế và trung tâm cộng đồng, cùng với các điểm phân phối vaccine khác. Những địa điểm này sẽ ngừng cung cấp liều tăng cường hai thành phần của năm trước. Liều này đã không còn phép được sử dụng tại Mỹ nữa. Những chuỗi hiệu thuốc bán lẻ cho biết họ sẽ bắt đầu lên lịch hẹn cho liều vaccine mới ngay sau khi CDC đưa ra khuyến nghị. Walgreens sẽ cho phép người tiêm lên lịch hẹn cho liều vaccine mới trong vòng 24 giờ sau khi CDC đưa ra khuyến nghị. Với các lịch hẹn có sẵn trong tuần đó, một phát ngôn viên của công ty cho biết mọi người có thể đặt lịch hẹn theo trang web hoặc ứng dụng Walgreens hoặc gọi cho số điện thoại 1-800-Walgreens. Công ty sẽ tiếp tục thêm vào các lịch hẹn. CVS, các cửa hàng thuốc sẽ bắt đầu nhận vaccine cập nhật vào cuối tuần này. Một phát ngôn viên của công ty cho biết các cửa hàng thuốc sẽ nhận thêm liều vaccine và các lịch hẹn sẽ có sẵn để đặt trên trang web và ứng dụng CVS Pharmacy. Oberson dự kiến 1.700 hiệu thuốc của mình sẽ bắt đầu tiêm liều vaccine cập nhật sớm nhất là hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023. Một phát ngôn viên cho biết các hiệu thuốc này của công ty bao gồm các cửa hàng như là Safeway, Vons và nhiều cửa hàng khác. Mọi người có thể xem và đặt lịch hẹn trên trang web hoặc ứng dụng của Albertsons. Kroger sẽ cho phép mọi người tiếp cận hoặc đặt lịch hẹn để tiêm vaccine COVID mới này tại các hiệu thuốc hoặc phòng mạch của công ty. Người Mỹ sớm nhất có thể sử dụng trang web liên bang vaccines.gov để tìm các địa điểm tiêm vaccine COVID cập nhật. Theo một phát ngôn viên của CDC,
cơ quan này vẫn chưa chắc chắn về thời gian chính xác khi trang web sẽ cập nhật để bao gồm bộ lọc tìm kiếm cho vaccine mới, phát ngôn viên thêm vào. Vào cuối tuần này, người không có bảo hiểm và người không có bảo hiểm đầy đủ cũng có thể sử dụng trang web để tìm các địa điểm cung cấp vaccine mới miễn phí thông qua chương trình truy cập cầu. Khoảng 85% người Mỹ không có bảo hiểm sống trong bán kính 5 dặm so với một địa điểm tham gia vào chương trình đó, theo tiến sĩ Evelyn Twentyman, một sĩ quan y tế của CDC cho biết. Mình qua cái phần tiếp theo là phần liều vaccine cập nhật mới này có được miễn phí không? Có một số thay đổi nhỏ về cách vaccine COVID được bảo hiểm tại Mỹ năm nay, nhưng chính phủ liên bang đang đặt mục tiêu đảm bảo tất cả mọi người vẫn có thể nhận vaccine miễn phí. Tình trạng khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng COVID của Mỹ đã kết thúc vào tháng 5. Điều này có nghĩa rằng chính phủ liên bang đang chuyển đổi việc phân phối vaccine sang thị trường tư nhân vào mùa thu này. Các nhà sản xuất sẽ bán trực tiếp vaccine cập nhật của họ cho các nhà cung cấp y tế với giá trên $120 mỗi liều. Trước đó, chính phủ mua vaccine trực tiếp từ các nhà sản xuất với giá giảm để phân phối miễn phí cho tất cả các người Mỹ. Ba nhà sản xuất vaccine đã công bố giá bán lẻ của vaccine mới của họ trong cuộc họp tư vấn vào hôm thứ Ba. Liều vaccine của Moderna là 129 đô một liều, của Pfizer là 120 đô và của Novavax là 130 đô. Bảo hiểm tư nhân, các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ cung cấp vaccine cho người được hưởng bảo hiểm mà không tốn chi phí. Các chương trình bảo hiểm của chính phủ như Medicare và Medicaid cũng sẽ chi trả chi phí cho những liều vaccine mới mà không cần yêu cầu bệnh nhân phải đóng tiền. Vậy là tất cả chúng ta, những người có Medicare, Medicaid hoặc là những người làm việc và có bảo hiểm tư nhân thì đều được nhận cái vaccine mới này miễn phí cả. Cho nên các bạn và gia đình của các bạn cố gắng tranh thủ để đi tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Dành ra khoảng 30 triệu người Mỹ không có bảo hiểm, chính quyền Biden đặt mục tiêu cung cấp vaccine miễn phí thông qua chương trình truy cập cầu tại các trung tâm y tế, phòng mạch và hiệu thuốc trên khắp nước Mỹ. Chúng tôi đang thiết lập chương trình truy cập cầu như một giải pháp tạm thời để duy trì việc tiếp cận vaccine COVID-19, cụ thể là trong ngắn hạn, Twentyman nói trong một cuộc họp tư vấn vào hôm thứ Ba. Chương trình sẽ bắt đầu ngay sau khi vaccine đến tay các nhà cung cấp tham gia, trong đó có CVS và Walgreens, theo 20 Man. Việc cung cấp vaccine miễn phí thông qua chương trình này sẽ không còn sau tháng 12 năm 2024. Vậy là các bạn thấy những người mà không có bảo hiểm gì cả, hoàn toàn không có bảo hiểm cũng có thể có được cái mũi vaccine cập nhật này miễn phí tại CVS và Walgreens. Tuy nhiên là họ chỉ có được mũi miễn phí này cho đến tháng 12 năm sau, năm 2024. Nếu đến cuối tháng 12 năm 2024 mà họ vẫn chưa chịu tiêm cái mũi vaccine được cập nhật này, thì cái chương trình này sẽ kết thúc. Chương trình vaccine cho trẻ em của CDC cũng sẽ cung cấp vaccine COVID miễn phí cho trẻ em và gia đình hoặc người chăm sóc không có khả năng trả tiền khi vaccine được chuyển sang thị trường thương mại. Bây giờ mình đi qua cái phần tiếp theo là cái phần bạn nên tiêm vaccine COVID mới vào lúc nào. Mọi người nên thảo luận với bác sĩ của mình về thời gian tiêm liều vaccine cập nhật vì nó phụ thuộc chủ yếu vào mức độ rủi ro và tình hình cá nhân. Các chuyên gia y tế của CDC cho biết, những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID nặng bao gồm người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu nên tiêm vaccine mới càng sớm càng tốt. Tiến sĩ Tyson Bell, giáo sư phụ tá y học tại Trung tâm Y tế Đại học Virginia. Vậy là các cô, các chú, các bác cũng như là má của mình á, thì là nên tiêm vaccine này càng sớm càng tốt. Bởi vì những người này là những người có nguy cơ cao, bị đều có hệ miễn dịch suy yếu cả. Bởi vì những người già thì là hệ miễn dịch của họ cũng sẽ suy yếu hơn. Những người trưởng thành khỏe mạnh, những người trưởng thành trẻ khỏe mạnh có thể chọn chờ đợi để miễn dịch từ vaccine hoạt động vào kỳ nghỉ đông hoặc một sự kiện cụ thể nào đó mà họ có thể sẽ tiếp xúc nhiều hơn với COVID.
Bell thêm vào. Ông nói rằng vaccine COVID mất khoảng 2 tuần để tạo ra một phản ứng miễn dịch chống lại virus và sự bảo vệ thường kéo dài trong vài tháng. Vì thế, nếu một bệnh nhân có dự định đi du lịch hoặc tham dự một buổi tụ tập lớn vào giữa tháng 10, họ có thể lên kế hoạch tiêm liều vaccine mới vào đầu tuần của tháng đấy. Những người mới được tiêm vaccine nên chờ đợi 2 tháng trước khi tiêm liều vaccine cập nhật. Theo Wallace của CDC, việc cắt ra thời gian giữa các liều tiêm sẽ giúp mọi người tối đa hóa sự bảo vệ mà họ nhận được từ mỗi liều. Những người vừa bị nhiễm bệnh nên chờ đợi 3 tháng, nhưng họ cũng có thể tiêm ngay sau khi họ cảm thấy đỡ hơn. Bạn có thể lựa chọn chờ đợi trong 3 tháng, nhưng đó không phải là một yêu cầu, bà nói trong một cuộc họp tư vấn. Vậy nói tóm lại á, là nếu như người già thì nên tiêm liền, tiêm càng sớm càng tốt. Những người trẻ như mình thì nên chọn một cái thời gian phù hợp nhất, ví dụ như là khoảng đầu tháng 11 mình sẽ đi dự một cái hội nghị ở trên New York, thì có thể là mình nên chọn tiêm vào giữa tháng 10, bởi vì sau 2 tuần thì mình sẽ có một cái hệ thống miễn dịch tốt nhất, và đến khi mình đi dự một cái hội nghị trên New York vào đầu tháng 11, một tuần mình sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người ở trong cái hội nghị đấy, thì là cái hệ thống miễn dịch chậm cái virus COVID này của mình là tốt nhất sau khi mình tiêm được 2 tuần. Tác động hiệu quả của liều vaccine mới này là như thế nào? Các mũi tiêm mới từ Pfizer, Moderna và Novavax được thiết kế để nhắm mục tiêu vào SBB.1.5, một biến thể mà hiện bị các biến thể liên quan khác vượt qua về mức độ phổ biến. Vậy là bây giờ cái biến thể COVID mà phổ biến nhất á, là SBB.1.5. Và những cả ba loại vaccine mới này á, đều được thiết kế để nhắm vào cái loại biến thể SBB.1.5 này. Nó chỉ chiếm khoảng 3% tất cả các trường hợp được báo cáo tại Mỹ tính đến ngày 2 tháng 9, theo dữ liệu mới nhất của CDC. Cả ba công ty đều cho biết vaccine cập nhật của họ đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại biến thể EG5 hoặc biến thể Eris đang thống trị trong các thử nghiệm. Biến thể Omicron này có mối liên hệ mật thiết với SBB.1.5 và chiếm 21,5% tất cả các trường hợp tại Mỹ tính đến ngày 2 tháng 9, theo CDC. Họ cũng đã trình bày dữ liệu thử nghiệm sơ bộ vào tháng 6 cho thấy các mũi tiêm của họ sẽ bảo vệ chống lại tất cả các biến thể SBB khác. Tổng cộng, những biến thể này chiếm hơn 90% tất cả các trường hợp đã được báo cáo tại Mỹ, theo tiến sĩ sinh học vi khuẩn của CDC, Dr. Natalie Tauber. Thông điệp cần nhớ là hiện tại hầu như tất cả các dòng virus lưu hành đều là biến thể XBB, Tauber nói trong một cuộc họp tư vấn vào hôm thứ Ba. Vậy là 90% tất cả các biến thể của COVID mà đang được lưu hành tại Mỹ thì đều là các cái biến thể XBB, và ba cái mũi tiêm được cập nhật này á đều có thể chống lại các cái biến thể của XBB. Như vậy thì nó khá là tốt. Cả Pfizer và Moderna cũng đã công bố dữ liệu thử nghiệm ban đầu cho thấy mũi tiêm mới của họ cũng đã hiệu quả chống lại một biến thể Omicron khác có tên là BA.2.86. Novavax vào thứ Hai cho biết họ đang thử nghiệm vaccine của mình chống lại chủng này. Các bạn thấy cái loại các cái COVID này nó cứ liên tục biến đổi, liên tục thay đổi. Kỳ loại 90% các cái trường hợp mà được phát hiện ở Mỹ á, thì do là điều gây ra từ các cái biến thể XBB, và những kỳ mũi tiêm của Moderna và Pfizer thì đã kết luận là họ chống lại các cái biến thể XBB rất là tốt. Nhưng mà cùng lúc đó thì ở Mỹ người ta cũng phát hiện ra có một vài trường hợp có một loại biến thể Omicron khác có tên là BA.2.86. Thì Moderna và Pfizer á, người ta cũng có các cái dữ liệu người ta công bố rằng á, là cái mũi tiêm mới của họ, cái vaccine cập nhật mới của họ cũng hiệu quả chống lại cái sự biến thể này.
Trong khi đó thì Novavax họ cho biết là họ đang có những cái thử nghiệm để coi cái vaccine của họ có chống lại được cái chủng biến thể này hay là không. BA.2.86 đã được phát hiện trong một số lượng nhỏ trên toàn nước Mỹ, nhưng các quan chức y tế trên toàn thế giới đang quan sát chặt chẽ do số lượng đột biến cao của nó. Sau sự chấp thuận vào hôm thứ Hai, FDA cho biết mức độ bảo vệ của các mũi tiêm cập nhật từ Pfizer và Moderna cung cấp chống lại các biến thể đang lưu hành như là EG5 và BA.2.86 dường như có một cường độ tương tự với sự bảo vệ mà vaccine COVID trước đây cung cấp chống lại các biến thể trước của virus. Có nghĩa rằng là người ta nói là những cái mũi tiêm cập nhật từ Pfizer và Moderna chống lại các cái loại biến thể mới này á thì nó cũng hiệu quả tương tự như là các cái vaccine COVID trước đây chống lại các cái biến thể COVID trước đây chống lại các cái biến thể COVID trước đây. Thì như vậy á, nếu mà các cái vaccine COVID trước đây á có hiệu quả để giảm lây nhiễm COVID với các cái biến thể vào lúc đó, thì các cái vaccine COVID hiện tại cũng sẽ có hiệu quả tương tự trong việc chống lại cái sự lây lây nhiễm của các loại biến thể COVID hiện giờ. Đúng không? Điều này cho thấy vaccine phù hợp để bảo vệ chống lại các biến thể COVID đang lưu hành. Bởi vì trước đây, các cái vaccine trước đây nó cũng đã hiệu quả cho các cái vaccine vào lúc đấy, thì những cái vaccine mới này nó cũng sẽ hiệu quả cho các cái loại biến thể đang những cái loại biến thể hiện nay. FDA cũng cho biết họ tin tưởng vào tính an toàn của các mũi tiêm cập nhật này, lưu ý rằng lợi ích của các mũi tiêm cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên vượt trội so với các rủi ro của chúng. Cái cáo cuối cùng này á, là cũng nên chú ý, bởi vì là tất nhiên á, là các cái loại vaccine như vậy khi nào nó cũng có một vài cái rủi ro cả, nhưng mà FDA là cái cơ quan quản lý tất cả các cái thực phẩm và thuốc men ở Mỹ, người ta tin tưởng á, là cái sự an toàn của các cái mũi tiêm này nó khá là lớn, và lợi ích của các cái mũi tiêm này á, thì là nó vượt trội so hơn những cái rủi ro mà chúng có thể mang lại. Thì đó là kết thúc của bài báo và những cái tìm hiểu thêm của mình về cái loại vaccine mới này để giúp cho cộng đồng của mình biết có thêm các cái thông tin cần thiết về cái vaccine COVID được cập nhật này, và để cho quý vị, các gia đình, các cô, các chú, các bác, đặc biệt là các cô, các chú, các bác có các cái thông tin này sớm nhất để có thể bắt đầu lên kế hoạch và đi đăng ký đặt lịch hẹn để được tiêm các cái mũi vaccine này. Như lúc nãy mình nói là chính quyền Biden á, là cũng khuyến khích là nếu đã làm lịch hẹn đi tiêm các cái mũi vaccine này thì nên lấy lịch hẹn luôn cho cả ba cái vaccine. Thứ nhất là vaccine về COVID mới, thứ hai là cái flu shot là cái vaccine mà để chống các cái bệnh cảm cúm vào mùa đông, và thứ ba là cái vaccine RSV để chống lại các cái bệnh lây nhiễm về đường hô hấp trong mùa đông. Ok. Hy vọng là mọi người, các bạn thấy cái video này cung cấp các cái thông tin hữu ích cho các gia đình và cho các bạn trong cộng đồng. Nếu mà các bạn thích cái mẫu tin này thì giúp cho mình một nút like và một hai chữ comment. Và nếu chưa đăng ký kênh thì cố gắng đăng ký kênh luôn để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.